Xin chào các bạn trong quán quay trở lại kênh tuyệt vời tình. Thì bây giờ mình đang có một chiếc điện thoại Intel P33. Ở đây con này nó gặp một lỗi là mật khẩu màn hình thì mình reset lại thì nó bị tài khoản Google. Nhưng mà khi các bạn reset xong vào hết, các bạn bấm phím khóa nguồn thì nó sẽ lại ra cái lỗi là hãy nhập mật khẩu màn hình này. Nghĩa là các bạn có reset bằng phím cứng kiểu up Chrome lại thì cũng không được. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn fix cái lỗi này nhé. Các bạn cần chuẩn bị một dây cáp dây điện thoại. Rồi các bạn nhìn thấy màn hình ở đây, mình bây giờ mình hướng dẫn các bạn cài driver nhé. Thì các bạn đây, mình sẽ để tất cả cái link cái này ở bên dưới video các bạn tải. Thì các bạn chọn SPD driver 1.4 này. Và đây mình phiên bản mình là 64 bit. À, các bạn bấm vào cài bình thường. Next. Rồi, cái này mình đã cài xong rồi. Các bạn cứ next, next và chọn yes thôi. Bình thường thôi. Cài xong rồi vào nhé. Đây, cái ROM, bản fix đây. Và bản ROM chính đây, bản fix. Ở đây. Bây giờ các bạn mở cái SPD tool này đây. Cứ chuột phải admin cho nó chắc ăn. Rồi ở đây vừa nãy mình load rồi, mình sẽ nâu để cho load lại cho bạn xem nhé. Các bạn chọn vào mục load này. Các bạn sẽ chọn về cái mục ROM. Các bạn file đuôi pack này nhé. Rồi, nó sẽ đợi nó load khoảng 30 giây chẳng hạn. Rồi ok, bây giờ các bạn vào mục cài đặt đây, cái mục thứ hai setting. Các bạn chuyển sang thẻ backup. Các bạn bỏ tích ba cái dưới này cho mình. Rồi bạn ok. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn vào mục setting. Bây giờ các bạn bỏ cái mục system cho mình đây. Bỏ cái mục này cho mình. Bỏ tích system này. Bỏ cái mục vendor này cho mình nhé. Mở cái mục vendor này cho mình. Hai mục này. Rồi đến mục tiếp theo là cái mục fix nv1 này này. Thì các bạn đây, chọn vào cái ô góc này. Rồi nó sẽ có một chỗ chọn. Rồi bây giờ các bạn vào cái mục tải về kia. Cái mục tải cái file fix về đấy. Đấy, bài file fix này. Đây, bạn sẽ chọn cái cuối cùng cũng có cái đuôi, có cái tên là fix nv1 này đây. Rồi, cái thứ hai thì các bạn chọn cái pro dnv này. Thì các bạn tiếp tục chọn pro dnv. Rồi, ok. Ok. Bây giờ các bạn bấm vào ok. Bây giờ các bạn làm bạn bấm vào cái nút start nút này này, nó sẽ cảnh báo là mình backup cái email ra đây. Mình đã backup sẵn rồi, để không thì các bạn sẽ có một cái tool để fix lại cái email này nếu mà nó mất. Yes. Rồi tiếp theo đến cái phần điện thoại thì các bạn tắt nguồn đi, tắt nguồn đi cho mình. Rồi, chuẩn bị dây cáp đây. Các bạn giữ hai phím tăng âm lượng và giảm âm lượng nhé. Hai phím rồi, hai phím ghim cáp. Rồi đây, ở cái tool nó đã chạy rồi đây, bạn thả tay ra. Bây giờ các bạn đợi khoảng 4 đến 5 phút gì đấy thì nó sẽ chạy xong, thì các bạn sẽ bật lên. Rồi vậy đã xong, mình chỉ mất 50 giây về. Các bạn ấn vào stop này đi. Rồi, các bạn rút cáp ra và bật nguồn lên.
Ok, đến bước này thì bạn sẽ chọn về tiếng Việt nhé. Tiếng Việt cho mình. Ok. Rồi, bắt đầu. Các bạn cứ bỏ qua hết cho mình nhé. Nó mới đầu nó sẽ hơi lag một chút. Bỏ qua. Tiếp tục. Bỏ qua wifi nốt nhé. Rồi, cái này không cần điền gì được. Cái này tên của mình. Rồi, mình ấn nhầm rồi các bạn. Bỏ qua nhé. Để sau. Nếu mà các bạn không sử dụng cái tool fix của mình thì các bạn vẫn sẽ lại mật khẩu. Chấp nhận. Không cảm ơn. Rồi, đồng ý. Bạn chọn Việt Nam. Việt Nam nhé. Kế tiếp. Như vậy là đã xong. Rồi, mình sẽ xem phiên bản cho các bạn xem. Đây, nó là phiên bản Android 8.1.0. Rồi, video mình hướng dẫn các bạn đây xong rồi. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh hộ mình nhé. Nếu mà các bạn gặp một số vấn đề mà không mời được thì các mình bình luận ở bên dưới video nhé. Tất cả các link tải mình sẽ để ở bên dưới video. Chào các bạn, mình sẽ tắt thử cho các bạn xem nhé. Ok, đúng không ạ? Không, nó sẽ không có mật khẩu nữa. Chào các bạn.